Vâng, xin chào anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với series video khóa học về TikTok marketing, quảng cáo, bán hàng, livestream, xây kênh trên TikTok. Tên tôi là Phan Anh, các anh chị đã biết rồi. Và trong video này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách phát triển kênh. Đây là một trong những cái nội dung quan trọng nhất đối với kênh TikTok tại thời điểm này. Bởi vì chúng ta được biết là tại Việt Nam bây giờ có khoảng 20 triệu người đang sử dụng TikTok. Và người Việt hiện nay đang dành 2 tiếng 40 phút cho việc lướt các mạng xã hội. Trong đó có mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, Zalo, Instagram, v.v. Thậm chí là còn cả những cái mạng như là Telegram hay là rất nhiều các mạng khác nữa, kể cả Tinder, ok. Thế thì dành ra 2 tiếng 40 phút thì trong đó TikTok là chiếm khoảng 60 phút và rất tuyệt vời. Đặc biệt là cái nhóm tuổi từ 16 cho đến 30 tuổi chiếm đại đa số trong cái lượng người dùng của TikTok. Vì vậy, với các anh chị và các bạn đang làm kinh doanh, đang muốn bán hàng và muốn tìm kiếm khách hàng, muốn bán các sản phẩm cho giới trẻ, nhóm khách hàng từ 16 cho đến 30 tuổi thì TikTok là một kênh không thể thiếu trong cái omnichannel của mình, tức là cái đa kênh tích hợp. Đấy. Và để phát triển được TikTok, xây dựng được thương hiệu thì bắt buộc là chúng ta phải phát triển kênh. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy quảng cáo. Thì video sau tôi sẽ nói về quảng cáo sau, được chưa ạ? Vậy thì phát triển kênh ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta lập ra được một cái kênh TikTok, một cái tài khoản TikTok rồi. Thế thì bây giờ chúng ta phải đưa video của chúng ta lên để cho người ta xem và người ta sẽ thích chúng ta, theo dõi chúng ta, và kênh của chúng ta có được hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt theo dõi. Thì các bạn trẻ hiện nay các bạn rất là nhanh nhạy, các bạn có thời gian các bạn sản xuất những cái video để đưa lên kênh TikTok. Thế thì nói về video của TikTok thì nó có những đặc điểm gì? Thứ nhất là nó sản xuất khá là nhanh, bởi vì TikTok nó có quy định là video là dưới 1 phút, làm video dưới 1 phút. Hiện nay có một số tài khoản là được video 3 phút, nhưng hầu hết video chuẩn là 1 phút và dưới 1 phút, có nghĩa là chỉ có 60 giây thôi. Thế thì mình chỉ nói vài câu có khi đã xong một cái video. Đấy. Thứ hai nữa là cái việc các thiết bị sản xuất video bây giờ nó rất là đa dạng, rất là dễ. Từ máy tính đến máy ảnh, đến điện thoại, đến máy quay phim. Và phổ biến nhất là chúng ta sử dụng điện thoại di động, đúng không? Là chúng ta có thể quay được rồi. Ví dụ như bây giờ, thầy Phan Anh sẽ bật một cái camera lên, thầy Phan Anh quay. Đó. Đấy, thì thầy Văn Anh sẽ quay hoặc là thầy sẽ bật cái cam trước, đúng không ạ? Thế sau đó là thầy có thể thầy nói. Đấy, thầy bật cái cam trước như này, thầy nói. Và sau đó thầy ghi hình lại thì cũng đã trở thành một cái video. Đấy, sau đó thì chúng ta biên tập một chút, chúng ta chỉnh filter bộ lọc một chút cho da rẻ nó sáng lên, đúng không? Rồi chúng ta chèn nhạc vào. Đấy, rồi chúng ta dùng các hiệu ứng vân vân. Thế thì để sản xuất được video cho TikTok bây giờ là không khó. Từ thiết bị rất là đa dạng, thậm chí các bạn chỉ cần một cái điện thoại cùi bắp là có thể làm được. Thứ hai là các bạn cần có các kịch bản và các ý tưởng. Thứ ba là các bạn sẽ ngồi sản xuất và biên tập đưa video lên kênh. Thứ tư là các bạn đo lường về cái sự phát triển, lượt xem, lượt thích, lượt sub, cái phản hồi của khách hàng. Và thứ năm là chúng ta sẽ làm liên tục theo công thức là đúng, đủ, đều và thử sai. Chúng ta khó có thể biết được là video nào khách hàng sẽ thích. Cách tốt nhất là sản xuất liên tục, thử sai liên tục thì sẽ tìm ra được cái loại video, cái nội dung video, cái kiểu kịch bản, đúng không ạ? Cái hiệu ứng mà khách hàng thích, mà người xem thích, mà view của mình cao, ăn đề xuất, đúng không? Đấy, thì chắc chắn một điều rằng là mọi người phải nhớ là riêng kênh TikTok nó là kênh của giải trí, kênh của hài hước vui vẻ. Và những cái yếu tố thành công được là nó phải có yếu tố giải trí, nó có phải có yếu tố hài hước, nó phải có yếu tố vui vẻ, nó phải có yếu tố sexy. Thí dụ như là một cô gái đẹp nói cùng thầy Phan Anh chẳng hạn, thì cũng sẽ view nó cũng sẽ cao. Hài hước nó có những cái bước ngoặt. Đó, ví dụ như là tạo ra những cái kịch bản mà mọi người sẽ nghĩ rằng nó sẽ đi như này tiếp, nhưng thực ra là đi đến đây rồi nó bẻ đến quạch một cái, đúng không ạ? Bẻ lái quay xe ngay lập tức.
Đó. Rồi những cái video nó cũng vui vui, nhạy cảm, hài hước, đúng không? Ok. Thế thì đầu tiên là chúng ta chuẩn bị về thiết bị phần cứng để chúng ta quay, điện thoại hoặc là máy quay hoặc máy tính, rồi thì máy quay phim, vân vân, máy ảnh, những cái thiết bị chúng ta có càng xịn càng tốt, còn không thì cứ điện thoại di động là xong. Thứ hai, chúng ta có thể mua một cái thiết bị mic cài để lọc âm thanh. Đấy, bởi vì cái quay cái điện thoại nó ở xa thì chúng ta phải cài mic vào để bắt cho nó rõ và nó không bị ồn ào. Đấy, tiếng Anh nó gọi là noisy, nó không bị ồn, không bị lẫn các tạp âm. Đấy, thứ ba là chúng ta nên có hai người, một người cũng được nhưng mà nên có hai người, một người diễn, một người quay, hoặc là hai người cùng cùng diễn và có một người quay, và chúng ta có một ekip 3 4 người thì càng mạnh nhá. Đấy, có người viết cái kịch bản, có người quay, có người dựng, có người quản lý kênh, có người chạy, đấy, vân vân, có người lo về phần hình ảnh, vân vân, kiểu như thế. Thì như vậy là một team rất là tốt. Đấy, thế chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ phải tiếp theo là xác định được cái chủ đề, cái xu hướng mà mình sẽ định phát triển cái kênh này. Ví dụ kênh này về review, kênh này về sản phẩm, về dịch vụ, về những cái giải trí, hay là về đào tạo, hay về giáo dục, hay là về triết lý. Nhưng mà gắn liền thương hiệu của một con người với một cái sản phẩm, với một cái chất liệu mà chúng ta muốn duy trì và phát triển nó. Đấy, chúng ta muốn duy trì và phát triển nó. Ok. Tương tự như vậy, chúng ta có cái series đến rồi thì bắt đầu chúng ta mới lên các cái ý tưởng để mà chúng ta quay, và chúng ta soạn sẵn đâu đó đến vài chục ý tưởng đi và tưởng tượng ra bối cảnh, và có thể có cùng bạn diễn thì càng tốt, còn không thì một mình cứ tự nói, tự quay rồi tự đóng giả. Đấy, có thể là ông Phan Anh mặc bộ đồ lịch sự nhưng sau đó cũng là ông Phan Anh nhưng lại mặc bộ đồ ăn mày, rồi lại đóng tóc giả, quần áo giả, vân vân. Đấy, thực ra trên TikTok nó có 1 phút thôi thì nó không quá là đòi hỏi cái kỹ thuật hay là đòi hỏi cái kịch bản gì sâu đâu. Bằng chứng là rất nhiều bạn mà trẻ, trang thiết bị rất là thiếu thốn, không cần máy quay xịn, không cần phải quần áo đẹp mà vẫn có kênh TikTok hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu lượt lượt sub, lượt follow. Đấy, chúng ta sẽ viết các kịch bản, chúng ta sẽ sản xuất. Đấy, mỗi 1 tháng thì chúng ta cố gắng là đẹp thì khoảng độ 30 video, không thì phải 20, thì cứ cứ một cái video mỗi 1 ngày, lúc 9 giờ sáng hoặc là lúc 9 giờ tối, vào một cái khung giờ cố định nào đó thì chúng ta sẽ đăng video lên. Sau đó chúng ta có người quản lý kênh, chúng ta trả lời tương tác với fan, với những người thích của chúng ta, rồi chúng ta xem các kênh khác để học các cái hot trend, học các cái xu hướng. Bây giờ đang trending là nhạc nào, trending là kiểu phim gì, trending là kiểu quần áo gì. Đấy, chúng ta tham khảo để chúng ta bắt trend cho nó nhanh, cho nó nhanh lên. Và trong cái thương hiệu, trong cái yếu tố của chúng ta phải có những cái chất liệu riêng, đúng không? Thí dụ như thầy Phan Anh thì thầy sẽ rất là thích YouTube, bởi vì là thầy sẽ nói được lâu, nói được dài, nói được kỹ, thầy sẽ thể hiện được là cái sự hiểu biết đa dạng và sâu về nhiều lĩnh vực. Đấy, nhưng còn TikTok thì nó sẽ dạng là các cái tình huống, nó sẽ là, bởi vì nó chỉ có 1 phút thôi, dưới 1 phút, đúng không ạ, thì nó sẽ thường là một cái tình huống. Đấy, chúng ta sẽ phải cắt ghép, chúng ta sẽ phải xác định là trong một cái phút đấy thì có bao nhiêu đúp hình, bao nhiêu phân cảnh, mỗi phân cảnh mấy giây để cho người ta hiểu cái chuyện đó, đúng không? Và tạo ra những cái tình tiết bất ngờ, hài hước, vui vẻ, giải trí, shock, thậm chí là sexy, bựa bựa một chút, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ dùng điện thoại hoặc dùng máy tính để biên tập. Biên tập bằng cách là chỉnh sáng, tăng nền, chuốt hình ảnh, cài nhạc, đặc biệt là phải cài nhạc riêng TikTok, là phải cài nhạc nhạc càng hot, càng đang đang cái bài hát mà đang được yêu thích nhất càng tốt, hoặc là những cái điệu nhảy, hoặc là khoe những cái đường cong cơ thể. Nó có nhiều cách để chúng ta có thể làm, hoặc là làm những cái dịch vụ, làm những cái video nói về giáo dục khách hàng, giáo dục thị trường, để cho khách hàng người ta thích mình, người ta biết mình, đúng không? Rồi sau đó thì bắt đầu là chúng ta ok rồi thì chúng ta đăng
đăng video. Thế khi mà chúng ta sản xuất video ấy, thì chúng ta phải lưu ý là TikTok là người ta xem trên điện thoại rất nhiều. Và vì vậy video dọc là một video được rất là ưu tiên, video dọc. Bởi vì cái điện thoại nó là hình dọc. Đó. Và thứ hai nữa là đối với TikTok hoặc các loại video là nên có phụ đề, nên có phụ đề đi kèm. Tại sao cần có phụ đề đi kèm? Bởi vì không có phụ đề thì người ta sẽ không xem được lúc mà người ta không muốn bật tiếng. Ví dụ như là người ta đang trong cuộc họp, người ta đang trên xe ô tô, hay là người ta đang ở trong nhà buổi tối, vân vân. Những lúc mà người ta không thể bật lên được, đúng không ạ? Thì nó phải có phụ đề. Nó phải có phụ đề. Và khi có phụ đề rồi thì chúng ta sẽ tăng được lượt view lên. Đó. Và cuối mỗi video thì chúng ta sẽ kèm theo một cái hashtag, kèm theo một cái chữ ký, kèm theo một cái intro, outro. Intro là phần giới thiệu đầu vào, outro là phần giới thiệu kết thúc video, để tạo dựng thương hiệu cho chúng ta. Và lên kịch bản sản xuất khoảng 20 đến 30 video trong một tháng, tốt nhất là 30, đều như vắt chanh mỗi ngày, đều như vắt chanh mỗi ngày, đều như vắt chanh mỗi ngày nữa thôi. Liên tục thử sai, liên tục thử sai. Đổi mới sáng tạo, được chưa? Và chúng ta cần phải làm rõ các cái yếu tố trong kịch bản như là phân cảnh, lời thoại, rồi thì ngoại hình, hành động, lời ăn tiếng nói. Đấy, rồi các phần mềm chúng ta cần phải sử dụng như phần mềm, phần cứng, thiết bị quay. Đúng không ạ? Thế thì để mà sản xuất được video TikTok mà nó hiệu quả, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm các cái video có khả năng lan truyền. Tiếng Anh nó gọi là viral video, đúng không ạ? Thì chúng ta vào vấn đề, đúng không ạ? Và thu hút khách hàng ngay từ những giây đầu tiên bằng những hình ảnh hấp dẫn. Ví dụ như hài, ví dụ như sốc sách, đúng không ạ? Ví dụ như sexy, ví dụ như là gay cấn, ví dụ như lấy nước mắt, đánh vào cảm xúc. Ngay từ những giây đầu tiên. Đó. Và sử dụng âm thanh, âm nhạc, bài hát thịnh hành để làm nền. Đó. Rồi thì bắt đầu bằng các thẻ hashtag. Rồi thì phải chạy sub, tức là chạy phụ đề, đúng không? Đấy, và kể một câu chuyện, một cái tình huống cụ thể. Và quan trọng như tôi nói là nó phải có ngã rẽ, nó phải có bước ngoặt. Và âm thanh ánh sáng thì cũng phải lưu ý, đúng không ạ? Cái bối cảnh phải có ánh sáng một chút, đúng không? Nó tối quá. Đấy. Và mỗi một cái video nó phải thể hiện một câu chuyện, một thông điệp cụ thể là gì. Đấy. Một tình huống nhưng mà phải thể hiện một thông điệp cụ thể. Sau đó thì chúng ta có thể kết thúc video và chắc chắn rằng là trong cái video đấy nó có một cái gì đấy rất là đặc biệt thì view nó sẽ cao. Sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh sửa video trên điện thoại hoặc trên máy tính. Điện thoại của tôi đây, máy tính của tôi đây. Đấy, có thể sử dụng phần mềm iMovie của MacBook, hay là có thể sử dụng phần mềm iMovie của iPhone. Rồi thì có thể sử dụng CapCut, rồi Adobe Premiere Clips, đấy là những cái phần mềm trả phí, hoặc là mua một số những cái phần mềm trả phí ở trên mạng để chúng ta làm cho nó đẹp, bằng cách là tăng sáng, tăng nền, tăng hiệu ứng, thêm cái nụ cười khà 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 kiểu như thế. Rồi bắn sắp, tức là bắn text vào cái phần phụ đề. Đấy, có thể sử dụng những cái cách hiệu ứng là chuyển văn bản thành giọng nói và ngược lại là chuyển giọng nói thành văn bản, để mà chúng ta tạo ra được cái video nó hoàn chỉnh. Đó, làm một cái intro outro nữa, một cái intro khoảng 3 giây, cái outro khoảng 5 giây cho cái video của mình. Đó. Sau đó thì mình phải cho các cái xuất bản các cái video này dưới các cái định dạng mà dung lượng mà TikTok cho phép đăng. Sau đó thì chúng ta sẽ đăng cái video này lên trên TikTok, đúng không ạ? Và nhớ đăng là chúng ta sẽ đăng vào một khung giờ cố định. Như vậy nó sẽ tốt, và vào một cái lịch trình cố định. Tốt nhất là hàng ngày. Đấy, nếu được là hàng ngày vào lúc 9 giờ sáng. Hay là lúc 10 giờ sáng cũng được. Đấy, nhá. Rồi thì chúng ta có thể là gì? Thêm âm thanh, thêm tương tác, thêm những cái hình này hình kia vào. Đấy, rất là hay. Vâng. Và đăng lên xong đó thì phải gắn thẻ hashtag. TikTok là nó có các thẻ hashtag, thì chúng ta phải chú ý đến các thẻ hashtag và cái video trending. Và chúng ta cũng phải học về thuật toán của TikTok nữa, để xem là TikTok nó sẽ đề xuất như thế nào.
cái thuật toán này thì là những cái video gì ăn đề xuất, đúng không ạ? Và làm thế nào để ăn được đề xuất? Chỉ cần một kênh, một video, một vài video ăn đề xuất thôi là kênh nó sẽ lên rất mạnh. Đó. Nha, và cố gắng là đi đăng bài thường xuyên này, và cũng đi tương tác với các kênh lớn thường xuyên, và tương tác lại với bất kỳ ai đang nhận xét video của chúng ta bằng comment hoặc bằng video khác. Nó có cái dạng là video reaction và video comment ấy. Khi mà khách hàng hỏi một cái câu hỏi là mình sẽ dùng một video để trả lời, đúng không? Và một cái ekip mà xịn sò con bò một chút thì nên có người viết kịch bản, có người quay, người biên tập, người diễn. Team đấy khoảng 3 đến 5 người hoặc nhiều hơn là đẹp. Còn không thì một người cũng phải cố, một người cũng có thể làm được, đúng không? Và trang thiết bị, đồ dùng, các thứ cũng phải ngon lành cành đào. Thầy Phan Anh thì có hết đồ này, nhưng mà công việc bận cộng với lại kênh TikTok như tôi nói là kênh nó cũng tuổi bây giờ là tôi nó cũng hơi bị dừ rồi, không thực sự là thích thú lắm. Đấy. Không thực sự là thích thú lắm, cho nên là tôi cũng lười. Tôi một năm nay thì tôi mới bắt đầu phát triển lại cái kênh YouTube của tôi. Suốt từ dịch đến giờ là không đăng mấy, nên bây giờ bắt đầu sản xuất lại nhiều. Và mỗi một tối đi làm về là dành thời gian cho các anh chị và các bạn để chia sẻ kiến thức, để giúp đỡ các anh chị và các bạn thêm, đúng không? Ok. Rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn. À quên, và nếu các anh chị có câu hỏi gì thì các anh chị vui lòng liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp nhé. Và thấy hay thì hãy chia sẻ với bạn bè của các anh chị và các bạn thêm. Để cảm ơn cái phần thời gian mà tôi đã dành cho các anh chị và các bạn. Xin chào.